Xưởng sản xuất máy thực phẩm Hoàng Quân xin kính chào quý khách. Hôm nay giới thiệu mọi người đây là một clip xay đỗ xanh đậu xanh nhé. Đây là mình đã hấp trước rồi và hôm nay sẽ sử dụng một cái máy xay 900W để xay với cái khung máy nó bằng inox. Bây giờ chúng ta sẽ muốn xay với cái này thì anh em không xay bằng lưỡi dao nhé. Và chúng ta sẽ xay với cái con dao ruốc đi kèm theo máy. Thì bây giờ chúng tôi hướng dẫn mọi người luôn để thay bỏ cái con dao này đi. Chúng ta sẽ cần thay lưỡi dao cho anh em nhé. Chúng ta sẽ cần xay tháo cái lưỡi dao này ra. Đây lưỡi dao xay xay thịt. Xay thịt. Chúng ta sẽ lắp cái con dao rút này vào. Cái con dao rút này luôn đi kèm theo máy anh em lưu ý nhá. Nó luôn đi kèm theo máy. Chúng ta lắp vào. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ xử lý. Đây là vừa đang hấp nhưng nó vẫn còn đang nóng đấy. Nó vẫn còn đang nóng. Chúng ta hấp chín rồi. Mục đích chủ yếu là dành cho các anh em muốn xay kiểu dạng làm xay làm nhân bánh trung thu ấy. Thì cũng sắp đến trung thu rồi, mình làm trước clip để anh em có thể là biết và mua sao cho phù hợp với cái nhu cầu của mình. Chúng ta sẽ cho vào như vậy. Và để nắp vào, cái nắp vung này thì anh em nhìn thấy là có thể có kính ở ngoài nhưng mà bên trong đang nóng, thế nên là bốc hơi lên đây thì cũng không nhìn thấy cái gì cả. Chúng ta sẽ bật lên và sẽ cho mọi người xem thành phẩm. Nó sẽ bắn, thế nên là cũng khó nhìn. Mình sẽ xay một lúc sau đó dừng lại để cho mọi người xem. Khó nhìn lắm, không nhìn thấy cái gì cả. Sò ở đây nó còn đang nóng nên vì hơi nóng nó đẩy lên. Anh em xem, đây là mới chỉ khoảng tầm 20 giây, 30 giây gì đấy thì nó đã được như thế này rồi. Vì cái thành phẩm mình cho vào nó là khô, thế nên là nó vẫn cứ khô như thế này. Còn đối với một số anh em mà muốn nó ướt hơn ấy, chắc chắn là bắt buộc mọi người sẽ phải cho thêm nước vào đây rồi. Như thế này là khi mình nặn nó cũng chưa được chuẩn cho lắm thì anh em sẽ phải thêm nước vào. Thêm nước vào thì nó sẽ nhuyễn hơn, nhưng mà mình vẫn sẽ xay thêm để cho mọi người xem. Còn tùy vào từng mục đích, nhu cầu của mỗi anh em khác nhau. Chúng ta bật công tắc ở đây thôi. Bên dưới đây nó sẽ cái khung này nó nơ hết rồi. Bây giờ mình sẽ giải thích vì sao nó đẩy như thế. Tại vì là cái thành phẩm bây giờ nó đã nhuyễn rồi, nó dính, nó chạy đều hết ra. Thế nên nó rung rung, anh em xem thì cảm giác này hơi ghê. Nhưng mà thực tế thì nó sẽ phải là như thế, nó đang dồn hết vào một bên mà. Bây giờ nhá, như thế này đi. Anh em xem cái thành phẩm. Đấy, nó đã nhuyễn ra như thế này rồi. Nó dính là nhằng luôn ý. Thế nên là cái máy này chính xác ra máy của mình là xay 1 cân 2. Nhưng mà hiện tại với cái nhu cầu xay cái này càng về sau nó càng nặng máy. Thế nên là mình đang xay với mức là 4 lạng thôi. 4 lạng, 5 lạng thôi.
nó dẻo nó dính như thế này này. Xong bắt đầu chúng ta lặn. Có những người họ sẽ cần hơn thì người ta sẽ xay hơn, còn đối với mình thì mình cũng chỉ cần như này thôi. Nó sẽ dẻo ra như thế này luôn. Bây giờ xoa ra nhé mọi người nhé, xoa ra nhé. Đấy, nó mịn như thế này rồi cơ. Sau đó chúng ta lặn, lặn viên. Thì đương nhiên là mọi người làm cái gì thì làm, lặn kiểu dáng nhà thì lặn nó như thế này này. Lặn nó lại thôi, nó đơn giản như thế thôi. Thì đây là một chiếc máy xay với mục đích hôm nay là giới thiệu mọi người xay đậu xanh, đậu xanh đã được hấp chín rồi. Tùy vào mục đích của mỗi anh em, chúng ta có thể là làm sao cho nó phù hợp với cái nhu cầu của mình với một chiếc máy xay đa năng như thế này. Tiện lợi, đa năng và công suất rất là lớn chứ không phải công suất nhỏ rồi. Một cái máy này nó khoảng tầm hơn chục cân, khoảng tầm 12 cân. 900W, nồi xay 22cm. Thì thông tin chi tiết anh em vui lòng vào cái trang web của bên mình là maythuocphamhoangquan.com hoặc gọi điện thoại theo số là 0941111699 hoặc 0973684391. Website trực tiếp là maythuocphamhoangquan.com. Mọi thông tin xin liên hệ vào website hoặc ai cần tư vấn gì thì cứ điện cho mình theo số đấy. Clip đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào.